Và sau đây ban tổ chức quan sát thấy sự hiện diện rất trang trọng của đoàn sóng Đa Đông Lân chúng ta cùng với đoàn rất kiểu rất lễ đã hiện diện xung quanh sóng Đông Lân. Vâng, giờ này xin kính mời sự hiện diện của những người con của thương chúng ta sẽ tiếp tục nối theo đoàn để cùng hiện diện Ninh Kiều Thánh, Ninh Kiều Hoa cùng với những vật ban tổ chức của sóng Đông Lân đã sửa soạn hiện diện trở ra trung tâm đình diện chùa Tôn Đức Vương ngày hôm nay. Và kính quý vị, dân sư dòng đến từ Trung Minh Đường đã cùng với quý vị khách quý, vâng, rất và nghênh lễ nghênh quý vị chúng ta đến từ sóng Đông Lân hiện diện trở ra phía trung tâm bằng miếu sóng, sau đó tiếp tục hiện diện xung quanh sóng Đông Lân để rồi cùng trở ra phía trung tâm đình diện chùa Tôn Đức Vương ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Với tiếng chuông, tiếng trống rộn vang ngày ở hồi và tiếng gì quê hương là sống tốt ngọt, các con trò hái mỗi ngày quê hương, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Và ngày hội của quê hương của tôi ngày 4/5 tháng 6 âm lịch hàng năm, ban tổ chức lễ hội tổ chức chương trình của hội truyền thống để đồng viên tập nghệ nhân để cùng nhau mong mắt của các lễ hội của xóm chúng ta đã đang cùng với quý vị khách quý cùng với sự hiện diện của đội múa lân sư dòng cùng với các nghệ nhân nghệ sĩ đã hiện diện tại trung tâm miếu xóm Đông Lân để cùng ban tổ chức lễ hội truyền thống chúng ta sẽ được nghênh lễ nghênh kiệu thánh cùng kiệu hoa cùng với các vật được để cùng trở ra phía trung tâm đình chùa Thôn Đồng Côi một trăm và quý vị để cùng cảm ơn tới các nghệ nhân nghệ sĩ đến từ đội múa lân sư dòng Trung Anh Đường hôm nay. Vâng, lân sư dòng đại diện cho phúc lộc các đại và giờ này với tình cảm cũng như với sự hiện diện của những người con của viên chúng ta đã rất đông đủ tại trung tâm sóng Đông Lân để ngày hôm nay đây là ngày hội của quê hương chúng ta với sự hiện diện của đội múa lân sư dòng cùng với quý vị khách quý cùng với toàn thể bà con của quê hương xóm Đông Lân chúng ta sẽ hiện diện và nghênh kiệu thánh nghênh kiệu hoa cùng với những lễ vật rất trang trọng mà ban tổ chức của xóm đã thôi đồng thôi để cùng nghênh lễ kính lễ để cùng long trọng với ban tổ chức lễ hội của thôi đồng thôi tổ chức chương trình lễ hội truyền thống của quê hương chúng ta năm sắp thì phát tục. Bạn cũng theo điều đó để những vấn đề chúng ta sẽ hiện diện thiết tế và cùng lên lễ trở ra phía trung tâm đình diện chùa Thôn Đồng Vui trong buổi sáng nay để cùng ban tổ chức cùng với các cấp lãnh đạo chính quyền của quê hương thị trấn Nam Giang Nam Trực Nam Định Yêu cùng với quê hương Thôn Đồng Vui để cùng ban tổ chức của chúng ta long trọng tổ chức chương trình lễ hội truyền thống của quê hương Thôn Đồng Vui năm 2024 trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời tới quý vị chúng ta tiếp tục hiện diện, mời quý vị chúng ta tiếp tục hân hoan hiện diện di chuyển trở ra phía trung tâm đình diện chùa Thôn Đồng Côi. Đi đầu là đội múa lân sư dòng, sau đó là biển hiệu xóm Đông Lân cùng với cờ tổ quốc cùng với sự hiện diện rất đông đủ của những cơ quan của quý vị chúng ta với sự hiện diện của vâng trống chiêng rất là trang trọng của quý vị xóm chúng ta và chúc với ngày vui của ngày hội của quê hương thôn chúng ta và tiếp theo với sự hiện diện của một kiệu thánh kiệu hoa cùng với các lễ vật rất trang trọng đã được sự hiện diện của quê hương chúng ta đặc biệt là xóm và với những bộ trang phục rất tuyệt vời đã được quý xóm chúng ta cùng với sự hiện diện của các chàng trai rất to khỏe đẹp trai đã đăng lên lễ cùng với một bộ trang phục rất là trang trọng với sự hiện diện của kiệu thánh tuyệt vời và ban tổ chức xóm ta đã cùng với các chàng trai cùng với các cô gái của quê hương chúng ta đặc biệt là xóm Đông Lân đã và đang cùng nghe kiệu thánh nghe kiệu hoa và những lễ vật rất trang trọng mà ban tổ chức của xóm Đông Lân chúng ta đã sửa soạn ngày hội hôm nay để cùng hân hoan nghe lễ trở ra phía trung tâm
kinh kiến chùa vô cùng vui để cùng ban tổ chức lễ hội của quê hương ta ngày mùng 5 tháng 6 và hôm năm nay Long Trọng tổ chức chương trình lễ hội truyền thống của quê hương thôn Đồng Côi năm 2024 sắp thì xin kính mời quý vị và lời cùng chúc cho đoàn lễ chúng ta, đặc biệt là với sự hiện diện của đồng xóm trong đất chúng ta kinh lễ trở ra đến trung tâm tỉnh Đồng Côi Đồng Côi để tổ chức chương trình lễ hội của quê hương chúng ta thành công tốt đẹp, trân trọng kính mời. Thank you.
Thank you.
cao là chương trình thương hương của ban tổ chức lễ hội của xóm Tập Nghĩa cũng như nhân dân và con nhân dân của xóm Tập Nghĩa. Vâng. Vâng, xin mời đội kèn bắt âm chúng tôi cho xin một bản kèn này. Một lần nữa, ban tổ chức lễ hội năm 2024, chúng tôi thông báo các quan viên tế chúng ta chuẩn bị trang phục để chúng ta vào bán tế chính vị buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay, đề nghị bộ phận ban tổ chức của chúng ta sẽ sắp những đồ tế chấp kích cũng như là những bàn tế để chúng ta thực hiện bán tế. Các thành viên các ban tổ chức lễ hội của xóm ngày hôm nay đề nghị chúng ta sẽ ra ngoài sân đình để chúng tôi các nam thanh niên của các xóm được cử ra để góp những đồ tế để tế chính trị buổi sáng ngày hôm nay. Để chụp với bạn chụp còn đẹp hơn đấy. Tôi thông báo tất cả những người dân bác tổ chức hay là các xóm đã cử ra để các bác tổ chức đề nghị áo chụp không anh, chụp hậu cho nè. Lên VTV không anh? À VTV đấy. Đâu ở xóm nào đây? Xóm An Thái à, xóm nào đây? Các bạn đang quay lại phần 3 với chương trình lễ hội truyền thống thôn Đồng Côi, thị trấn Lâm Giang, huyện Trực, tỉnh Nam Định năm 2024 các bạn nhé. Các bạn vừa thưởng thức chương trình lễ rước kiệu ngày chính hội, tức là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 Giáp Thìn.
Và đây là hoạt động bên lề ngoài lễ hội các bạn nhé. Các bạn có thể quay lại kênh Jenny ở đây Nghệ thuật cuộc sống của Trung tâm Nghệ thuật Siêu Nam để tiếp tục theo dõi lại lễ rước kiệu từ ngày hôm qua. Có hai phần rước kiệu từ ngày hôm qua các bạn. Hôm nay là lượt rước kiệu thứ ba rồi các bạn. Các bạn quay lại kênh để xem lại nhé. Các bạn muốn xem những phần rước kiệu đặc sắc của lễ hội miền Bắc, truyền thống miền Bắc các bạn nhé. Các bạn đừng quên vào ngày mùng 9, tức là có nghĩa là ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch sắp tới đây. Mùng 8, mùng 9 và mùng 10 âm lịch tháng 6 sắp tới đây các bạn nhé, chỉ còn 2-3 ngày tới. Các bạn sẽ được thưởng thức lễ hội truyền thống thôn Gót, đền thờ Đức Tiên Bà năm 2024 Giáp Thìn. Sẽ có hai phần rước kiệu đặc sắc và phần tế lễ chính hội ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch các bạn nhé. Các bạn chờ đón để mình truyền tải với quý vị các bạn nhé. We'll be right back.
vào đi. Lên truyền hình nhá. Nói gì đây, nói gì đây? Đấy, chương trình lần sau nhá, ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 6 âm lịch, tức là còn 2-3 ngày nữa thôi các bạn. Chúng ta nên được thưởng thức chương trình lễ hội truyền thống thôn Giót, xã Bình Minh, huyện Trực, tỉnh Bình Định với đèn Đức Thánh Tiên Bà. Mình sẽ truyền tải với các bạn đầy đủ chi tiết những lễ rước kiệu, hay là lễ khai mạc, hay là lễ chính hội ngày mùng 10 các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ GLT của Trung tâm Nghệ thuật Xeo Nam để tiếp tục thưởng ngoạn những chương trình nghệ thuật đặc sắc, hay là những chương trình về du lịch và lễ hội như này nữa các bạn nhé. Và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ GLT để tiếp tục thưởng thức những chương trình nghệ thuật nhé các bạn. Đây là mấy bạn chú Tiểu Liên là ăn kem vẫn chưa xong à? Ăn kem đấy. À đây. Làm gì đấy? Dừng chút. Thôi. Hả? Thôi. Dừng chút nha. Không à? Mẹ cháu gì đấy? Cái gì? Mẹ cháu gì đấy? Mẹ chứ mẹ gì? Các bạn, đây là đền phủ chùa chính của chùa Đồng Côi các bạn ạ. Đây, các bày lễ sáng nay rước kiệu đã, các cơ sở đã bày đặt tại trước cửa phủ, cửa chùa đây rồi các bạn ơi. Chúng tôi đã hết xin cảm ơn vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngày hôm nay vị các bạn trong những chương trình nghệ thuật cuộc sống cũng như là những chương trình du lịch và lễ hội lần sau. Và một lần nữa các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ Genie ở đây để tiếp tục thưởng ngoạn những chương trình nghệ thuật hay là những chương trình du lịch lễ hội mới nhất và đặc sắc nhất mà mình sẽ đăng lên kênh các bạn nhé. Và sắp tới còn rất là nhiều các lễ hội rất là đặc sắc, toàn những nơi đình chùa đã được công nhận là di tích văn hóa lịch sử. Các bạn hãy đừng quên chờ đón vào số tiếp theo các bạn nhé.
Rồi, khi nào hẹn lại với bạn trong những chương trình lần sau. Thank you.